Ngoại trưởng Ukraine cảnh báo nóng tới phương Tây về cuộc chiến với Nga. Lực lượng phòng không của Nga ở Crimea suy yếu trước đòn tấn công tầm xa của Ukraine. Ukraine dùng HIMARS thổi bay hệ thống súng phun lửa mặt trời TLS-1A của Nga nấp trong bìa rừng. Lực lượng lính đánh thuê Serbia chiến đấu cho Nga đe dọa nổi dậy phản chiến. Cảnh tang hoang sau đòn tập kích thảm khốc của Ukraine vào căn cứ sửa chữa quân sự của Nga. Xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Ngoại trưởng Ukraine cảnh báo nóng tới phương Tây về cuộc chiến với Nga. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba mạnh mẽ tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục phản kháng, chiến đấu chống lại Nga, ngay cả khi Quốc hội Mỹ không chấp nhận viện trợ cho Kiev nữa. Tuy nhiên, ông Kuleba vẫn kêu gọi Mỹ sớm đưa ra quyết định khi tình hình ở tiền tuyến xấu đi vì viện trợ bị đình trệ. Theo hãng tin El Pais của Tây Ban Nha, ông Kuleba đã được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Mỹ không phê duyệt khoản hỗ trợ quân sự bổ sung 61 tỷ đô la cho Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu bằng những nguồn lực chúng tôi có. Đối với thế giới, nền dân chủ, an ninh và thịnh vượng đang bị đe dọa. Đối với Ukraine, câu hỏi đặt ra là về sự tồn tại của đất nước chúng tôi với tư cách là một quốc gia. Nếu viện trợ bị đình chỉ hoặc trì hoãn ngay lúc này, Nga có thể bắt đầu đạt được tiến bộ trên tiền tuyến và vượt qua các tuyến phòng thủ. Sau đó, sự hỗ trợ sẽ phải được tiếp tục vì dư luận sẽ tích cực hỗ trợ Ukraine. Và chính những chính trị gia đã quyết định từ chối hỗ trợ sẽ phải quyết định cung cấp hỗ trợ đó, nhưng dưới những tình huống cấp bách hơn. Vì thế, logic hợp lý sẽ là việc cung cấp hỗ trợ ngay bây giờ để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng trong tương lai sẽ có ý nghĩa hơn. Ông Kuleba nói thêm rằng, ông coi cách tiếp cận của các lực lượng chính trị ở bất kỳ quốc gia nào đang biến chủ đề cuộc chiến giữa Ukraine và Nga thành chủ đề tranh luận nội bộ là thiển cận, bởi vì trên thực tế, đây là cuộc chiến không chỉ chống lại Ukraine, chính quyền Kiev mà còn chống lại toàn bộ thế giới dân chủ. Nhà ngoại giao Ukraine cáo buộc, nếu Nga chiếm thế thượng phong, nếu chính trị Nga thống trị thế giới, sẽ không có dân chủ thực sự. Đây rõ ràng không phải là điều mà các chính trị gia phương Tây mong muốn. Thất bại của Nga ở Ukraine là vì lợi ích chiến lược tốt nhất của các quốc gia châu Âu, Mỹ và các khu vực khác trên thế giới. Ukraine nên là một chủ đề đoàn kết, chứ không phải chia rẽ. Trước đó, ông Kuleba cũng cho rằng, phương Tây hiện nay dễ dàng đánh bại Nga hơn so với thời chiến tranh lạnh. Ông cũng cho biết, Ukraine đang tích cực làm việc để bảo đảm có thêm sự hỗ trợ quân sự từ các nước phương Tây và không có lựa chọn thay thế nào trong trường hợp điều này dừng lại. Lực lượng phòng không của Nga ở Crimea suy yếu trước đòn tấn công tầm xa của Ukraine. Theo bản cập nhật tin báo vào hôm thứ Ba từ Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh, các cuộc tấn công của Ukraine vào các vị trí của Nga ở Crimea vào tuần trước rất có thể đã làm suy giảm hệ thống phòng không của Nga trong khu vực. Hôm thứ Năm tuần trước, một quan chức quân sự Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tấn công hệ thống phòng không của Nga và một trung tâm chỉ huy ở Crimea, bán đảo từng là một phần của Ukraine trước khi bị Tổng thống Nga Vladimir Putin xâm chiếm và sáp nhập vào năm 2014. Các cuộc tấn công dẫn đến kết quả chưa được xác nhận, báo cáo về thương vong ở mức hai con số, bao gồm cả năm chỉ huy hàng đầu. Trong đánh giá của mình, Bộ Quốc phòng Anh cho biết các cuộc tấn công hôm thứ Năm rất có thể làm suy giảm nhận thức và tầm bao phủ của lực lượng phòng không Nga trên khu vực Crimea. Bộ Quốc phòng cho biết thêm, điều này một lần nữa chứng tỏ sự kém hiệu quả của lực lượng phòng không Nga trong việc bảo vệ các địa điểm quan trọng, mặc dù họ đã tăng cường chuẩn bị. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga qua email vào thứ Ba để bình luận. Theo ABC Ukraine, người phát ngôn quân đội Ukraine Natalia Gomenyov cho biết các cuộc tấn công tuần trước đã nhằm vào một sở chỉ huy và gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống phòng thủ Nga trên bán đảo Crimea. Moscow đã hạ thấp các báo cáo về thành công của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 10 tên lửa dẫn đường trên bán đảo, đồng thời đánh chặn 36 máy bay không người lái của Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh lưu ý rằng Nga đã đáp trả cuộc tấn công vào Crimea bằng cách tiến hành một số cuộc tấn công tên lửa trên khắp Ukraine vào hôm thứ Hai. Trong số các thành phố bị tên lửa Nga nhắm tới có Kyiv và Zaporizhia. Bộ Quốc phòng Anh cho biết
quy mô phản ứng của Nga có thể cho thấy mức độ thành công mà các hành động của lực lượng vũ trang Ukraine đạt được trong cuộc tấn công hôm thứ Năm tuần trước vào Crimea. Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tấn công tầm xa vào các vị trí của Nga ở Crimea trong cuộc chiến do Putin phát động vào tháng 2 năm 2022. Tháng trước, một cuộc tấn công thành công nhằm vào hạm đội Biển Đen của Nga tại cảng Feodosia của Crimea đã chứng kiến sự phá hủy tàu đổ bộ cỡ lớn Novosherkass, lớp Trobocha. Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần tuyên bố rằng một trong những mục tiêu mong muốn của ông trong cuộc chiến là chứng kiến đất nước của ông giành lại quyền kiểm soát Crimea. Ông nói với The Economist trong một cuộc phỏng vấn đăng vào ngày 1 tháng 1 rằng cuộc chiến giành bán đảo và Biển Đen sẽ là tâm điểm của cuộc chiến trong năm tới. Ông Zelensky nói rằng mục tiêu là cứu và có những bước đi thành công hơn ở Biển Đen, tiếp tục thành công ở Crimea ở phía Nam và bảo vệ phía Đông Kharkov. Ukraine dùng HIMARS thổi bay hệ thống súng phun lửa mặt trời TOS-1A của Nga nấp trong bìa rừng. Quân đội Ukraine vào hôm thứ Ba đã đăng một đoạn video tuyên bố cho thấy lực lượng của họ sử dụng bệ phóng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất để tiêu diệt hệ thống tên lửa TOS-1A lửa mặt trời của Nga. Theo một bài đăng trên Telegram của lực lượng đặc nhiệm Ukraine SSO, Sonserbiov TOS-1A còn được gọi là súng phun lửa mặt trời vì sức mạnh của nó là súng phun lửa hạng nặng, đã bị lực lượng Kiev ở miền nam Ukraine hạ gục. TOS-1A có khả năng bắn hàng chục tên lửa nhiệt áp và có thể được gắn trên các khung gồm xe tăng chiến đấu chủ lực khác nhau. Vào tháng 3, Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã viết rằng TOS-1A có thể tạo ra hiệu ứng cháy và nổ kéo dài hơn chất nổ thông thường, dẫn đến tác động tàn khốc. Bộ Quốc phòng cho biết nó có thể phá hủy cơ sở hạ tầng và gây ra thiệt hại đáng kể cho các cơ quan nội tạng và gây bỏng nhẹ, dẫn đến tử vong cho những người bị tấn công. Bài đăng trên Telegram của lực lượng đặc nhiệm Ukraine có kèm theo một đoạn video cho thấy một loạt vụ nổ trước một vụ nổ lớn. Bộ Quốc phòng Ukraine sau đó đã chia sẻ video trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, và chú thích bài đăng: thời gian HIMARS luôn là thời điểm tuyệt vời nhất. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga qua email vào thứ Ba để bình luận. Tờ Kiev Post viết trong câu chuyện về vụ việc, đây chính là vụ nổ của đạn nhiệt áp TOS-1A. Kiev Post cho biết thêm, đạn nhiệt áp của Sonserbiov TOS-1A tạo thành một đám mây hỗn hợp nổ và sau đó phát nổ. Sau thời điểm phát nổ, áp suất khí quyển trong đám khói tăng vọt và sau đó giảm xuống nhanh chóng. Vì vậy, ngay cả khi kẻ thù có thể sống sót sau vụ nổ, thì sự sụt giảm áp suất mạnh như vậy gần như bảo đảm cái chết và vỡ tung của các cơ quan nội tạng. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine cho biết một nhóm người điều khiển máy bay không người lái từ trung tâm hàng hải số 73 đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát đã phát hiện ra bệ phóng tên lửa TOS-1A khi nó ẩn mình dưới tán cây. Nhóm máy bay không người lái sau đó đã gửi tọa độ cho những người điều hành HIMARS. Theo bản dịch của Kiev Post, chú thích của lực lượng đặc nhiệm Ukraine cho biết do thiệt hại do hỏa hoạn, TOS-1A đã bị phá hủy hoàn toàn. Tờ Kiev Post cũng lưu ý rằng TOS-1A lớn và được bọc thép yếu, khiến cho nó dễ bị tấn công từ các hệ thống tên lửa chống tăng và súng phóng lựu. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine thường xuyên chia sẻ cảnh quay lực lượng của họ phá hủy thiết bị của Nga. Một ví dụ bao gồm một video được phát hành vào tháng 11 có nội dung cho thấy một xe chỉ huy của Nga bị HIMARS do Mỹ cung cấp tiêu diệt. Lực lượng lính đánh thuê Serbia chiến đấu cho Nga đe dọa nổi dậy phản chiến. BBC News đưa tin cho biết Dijan Barić, lính bắn tỉa được tuyển mộ từ vùng Serbia vào quân đội Nga, đã phàn nàn về việc chỉ huy trung đoàn dù 119, nơi lính đánh thuê nước ngoài phục vụ, bị quân chính quyền Nga đối xử tàn ác. Barić cho biết những người Serbia được tuyển dụng đang chiến đấu trong đơn vị sói thuộc trung đoàn dù 119 Drazen. Ông cho biết chỉ huy của trung đoàn đối xử với lính đánh thuê Serbia như gia súc, gọi họ là người Gypsy và hỏi tại sao họ lại đến chiến đấu ở Ukraine. Barić tuyên bố rằng lệnh không cho phép điều trị những người Serbia bị bệnh và không cung cấp cho họ thiết bị và vũ khí quân sự.
Như vậy, vào cuối tháng 12 năm 2023, Bộ Chỉ huy Trung đoàn 119 đã ra lệnh cho lính đánh thuê xông vào các vị trí của Ukraine, phát cho mỗi người 2 hoặc 3 băng đạn dành cho súng trường tự động. Để đáp lại yêu cầu có thêm vũ khí, người chỉ huy theo Beric tuyên bố rằng người Serbia sẽ thu giữ số vũ khí còn lại trong trận chiến. Lên đánh thuê người Serbia sau đó từ chối chiến đấu như một phần của trung đoàn, yêu cầu chuyển sang đơn vị khác. Sau đó, những người Serbia, bao gồm cả những người bị ốm, bị coi là tội phạm chiến tranh, bị đuổi ra khỏi hầm trú ẩn trong giá lạnh và bị giữ ở bên ngoài trong nhiều ngày mà không có thức ăn hoặc nước uống. Theo Beric, họ cũng cố gắng ép lính đánh thuê tham gia cuộc tấn công bằng cách đe dọa đánh đập, xả súng và bỏ tù. Sáng ngày 8 tháng 1, đại diện của quân cảnh Nga đã đến gặp những người Serbia và đề nghị họ ký vào các giấy tờ mà họ thừa nhận mình là gián điệp. Người lính Serbia nói rằng, sáng nay quân cảnh đến, ập vào hầm đào, bắn chỉ thiên, dùng bán súng đánh các binh sĩ, một số bị đập vỡ đầu. Tôi lo sợ cho tính mạng của những người này. Chỉ huy trung đoàn 119 là một kẻ sát nhân, cáo buộc các chỉ huy trung đoàn làm việc chống lại quân đội Nga. Beric còn đăng tải một số video về lính đánh thuê xin được chuyển sang đơn vị khác. Beric cho biết anh đã khiếu nại lên văn phòng công tố quân sự ở Donetsk và chính quyền của người đứng đầu Chechnya để chuyển người Serbia sang đơn vị Admat. Nhưng ai đó từ trung đoàn 119 không muốn mọi chuyện kết thúc một cách thân thiện. Lính đánh thuê người Serbia hy vọng rằng thông tin về tình hình của lính đánh thuê sẽ được ông Putin và Bộ trưởng Quốc phòng nước này Sergei Shoigu biết đến. Ông ta cũng thừa nhận rằng sau khi đăng tải các đoạn video, ông ta có thể bị truy tố theo tội làm mất uy tín của quân đội. Người lính đến từ Serbia cho biết sự phản kháng trong lực lượng quê hương của ông đang ngày càng tăng cao do sự ngược đãi của người Nga. Ông ám ảnh chỉ và cảnh báo dấu hiệu nổi loạn từ lực lượng Serbia nếu tình trạng đối đãi bất công này bị kéo dài. Cảnh tang hoang sau đòn tập kích thảm khốc của Ukraine vào căn cứ sửa chữa quân sự của Nga. Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào căn cứ sửa chữa của quân đội Nga, khiến thiết bị quân sự của Nga bị phá hủy và hư hỏng. Những bức ảnh được công bố cho thấy cơ sở sửa chữa đã bị phá hủy. Các bức ảnh cho thấy xe tải Euro bị hỏng bánh, thân xe bị gãy, một số xe bị phá hủy hoàn toàn và không thể phục hồi được. Nguồn tin cho biết hầu hết tất cả nhân viên trong căn cứ đều bị thương ở mức độ nghiêm trọng khác nhau. Nguồn tin không cho biết chính xác điều gì đã xảy ra. Rất có thể, lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng HIMARS trong cuộc tấn công này. Địa điểm và thời gian lực lượng vũ trang Ukraine tấn công quân Nga cũng không được báo cáo. Bình luận về cuộc tấn công vào căn cứ sửa chữa của Nga, các chuyên gia lưu ý rằng nó giáng một đòn nặng nề vào năng lực của quân đội Nga. Họ nói rằng các căn cứ sửa chữa rất quan trọng đối với quân đội Nga vì chúng bảo đảm hiệu quả chiến đấu của họ ở tiền tuyến. Việc phá hủy hoặc làm hư hỏng các căn cứ sửa chữa có thể cản trở nghiêm trọng việc sửa chữa các thiết bị quân sự bị hư hỏng. Điều này có thể làm giảm hiệu quả chiến đấu của quân đội Nga và khả năng tiến hành các hoạt động chiến đấu của họ. Các chuyên gia cũng lưu ý rằng cuộc tấn công vào căn cứ sửa chữa là bằng chứng cho thấy quân đội Ukraine vẫn có khả năng thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích và hiệu quả vào các mục tiêu của Nga nằm sâu trong phòng tuyến của kẻ thù. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.